máy ở huyện thị nào có chất lượng kém nhất theo kết quả mà Đoàn thể Bảo vệ Môi trường thống kê số liệu từ năm 2018 đến năm 2019 của công ty cấp nước, thì thành phố Cao Hùng là địa phương có kết quả kiểm định chất lượng nước kém nhất, từ nguồn nước tự nhiên chưa qua xử lý cho đến nguồn nước sạch đã qua xử lý. Trong khi thành phố Đài Bắc có chất lượng nước tốt nhất, độ cứng GS trung bình trong mỗi lít nước tự nhiên là 74 mg, còn ở thành phố Cao Hùng là hơn 246 mg, ở khu Khảo Đàm đạt ngưỡng 298 mg, Kỳ Sơn 263 mg. Khảo Đàm 这边有很多那个货柜，哦，槽车，哦，里面装很多有机溶剂，洗了废水就直接排。 Đoàn thể Bảo vệ Môi trường chỉ ra rằng ngoài Cao Hùng xếp cuối bảng, Chương Hóa, Vân Lâm và Bình Đông cũng nằm trong top cuối. Mẫu nước được lấy từ thân cạn Chương Hóa có chỉ số độ dẫn điện lên đến 921, cao hơn cả tiêu chuẩn nguồn nước tưới tiêu là 750. Theo Đoàn thể Bảo vệ Môi trường, độ dẫn điện càng cao cho thấy nồng độ ly tử kim loại trong nước càng cao. Thế nhưng chính phủ hiện chưa đưa ra tiêu chuẩn về độ dẫn điện trong nguồn nước tự nhiên. Theo công ty cấp nước thì nguồn nước hiện tại đều phù hợp với tiêu chuẩn. Sở Bảo vệ Môi trường cũng cho biết năm ngoái đã đề nghị chính quyền địa phương đôn đốc việc xây dựng khu bảo vệ nguồn nước. Thế nhưng Đoàn thể Bảo vệ Môi trường cho rằng hiện vẫn chưa nhìn thấy kết quả. Nhiều người dân ở khu vực Trung Nam Bộ không dám uống nước máy, yêu cầu chính phủ cần đưa ra phương án quản lý kiểm thảo trên toàn diện. Những năm gần đây, khí hậu vô cùng thất thường gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông ngư nghiệp như đợt siêu rét xảy ra vào năm 2016. Để cung cấp dự báo chính xác hơn, Cục Khí tượng vào tháng 11 tới sẽ công bố cơ chế đèn dự báo nhiệt độ thấp. Nếu trong ngày nhiệt độ dưới 10 độ C trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ bật đèn cảnh báo màu vàng. Cả ngày nhiệt độ không chạm mức 12 độ C, thấp dưới 6 độ C thì sẽ bật cảnh báo màu cam. Cả ngày nhiệt độ đều ở dưới 6 độ C sẽ bật cảnh báo màu đỏ. Các chuyên gia khí tượng cho rằng nhiệt độ trái đất ngày càng tăng cao. Năm 2016, Đài Loan xuất hiện đợt siêu rét là một hiện tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, công tác lắp hệ thống cảnh báo nhiệt độ thấp mang tính tất yếu. Vì công nghệ dự báo khí tượng hiện nay đã có thể cho ra dự báo khả năng xuất hiện nhiệt độ thấp trong vòng một tuần tới. Tiếng vỗ tay và hoan hô vang dội chúc mừng 3 tuyển thủ đội Đài Loan đã đánh bại 11 đội tuyển quốc gia khác để giành chức vô địch. Cuộc thi làm bánh pizza chuyên nghiệp thế giới lần thứ 18 được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tại Ý. Các đội xếp hạng 2 và 3 lần lượt là Bồ Đào Nha và Ý. Trong đợt thi của nhóm quốc tế, tuyển thủ các nước phải lần lượt làm 3 loại bánh pizza là Margarita, Merina và pizza sáng tạo. Đội Đài Loan đã xuất sắc nắm bắt thời gian nhào bột, nhiệt độ lò nướng và phát huy sức sáng tạo tối đa khi lấy đặc sản của địa phương nước Ý là trái sung ngọt để làm nguyên liệu chế biến, khiến ban giám khảo ngạc nhiên và hết lời khen ngợi. Điều đáng tự hào nữa là cô Lý Phạm Nghi đã trở thành tuyển thủ nữ duy nhất giành được huy chương vàng trong lịch sử cuộc thi. Cô vốn học ngành thiết kế nhưng do đam mê đã cố gắng khổ luyện học làm bánh pizza. Cô cho biết sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để làm ra những chiếc pizza thơm ngon mang về vinh quang cho Tổ quốc. Khu di tích 13 tầng được mệnh danh là lâu đài trên không phiên bản Đài Loan được thắp sáng vào đêm Trung thu ngày 13 tháng 9. Thành phố Tân Bắc hợp tác với công ty điện lực Đài Loan mời các chuyên gia thiết kế lắp đèn chiếu sáng cho khu di tích này. Ánh sáng lấp lánh khiến khu di tích nổi bật trong màn đêm, tái hiện vẻ đẹp thời hoàng kim của nơi đây. Công ty điện lực cho biết hoạt động này sẽ được duy trì hàng đêm từ 6 giờ đến 9 giờ. Khu di tích 13 tầng này trước đây là xưởng tinh luyện thủy Nam Đồng, xưởng khai thác khoáng sản lớn nhất khu vực Kim Hoa Thạch Thủy Phương, hiện được xếp là công trình kiến trúc lịch sử của thành phố Tân Bắc và là di sản văn hóa thế giới tiềm năng thuộc Bộ Văn hóa. Công ty điện lực mời đội ngũ chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế để cải tạo di tích, thử nghiệm loại hình mỹ thuật công cộng ảo giác từ xa nhằm giúp di sản văn hóa và di tích cổ trông sống động hơn với mục tiêu đẩy mạnh du lịch địa phương.